tiệt về tham, tham về làm. Em được về gặp bố, gặp mấy em. Em mong để được nhanh nhanh về với con của em á kìa. Tháng 3 thì ba em bệnh á, cho nên là mọi chi phí trong nhà thì chờ bệnh cho ba. Nên là tết năm ba em không được về. Ba em cũng là lần đầu tiên xa con gái, nên khi mỗi lần mà gọi điện thoại á, ba là giật điện thoại để áp vào tai của ba để có thử có nghe được không, nhưng mà thực sự ba em không nghe được. Em vô đây học 4 năm rồi thì em cũng chưa được về quê vì điều kiện tài chính không cho phép. Tại vì có chắc ở với bà ngoại á, rất là mong nhanh nhanh được về với nó. Nhân về nó gặp mẹ nó à. Ba con nhớ, con mà cũng về chắc ba con lắm. Lần cũng chịu nổi mất. Một năm mà hai đứa con cũng về thì cũng gia đình cũng buồn. Mừng lắm con ạ. Tháng về là chắc hết bệnh rồi.